Bạn đang nghe nội dung từ Voice FM. Hãy lên App Store tìm VOIZ và cài đặt ngay để tận hưởng hơn 10.000 nội dung chất lượng cao có bản quyền nhé. Bạn đang nghe sách nói tại Voice. Mời các bạn lắng nghe quyển sách Chat với Hannah Arendt. Series Triết học cho bạn trẻ. Đơn vị ủy thác bản quyền. Tác giả Bùi Văn Nam Sơn. Giọng đọc Bình Nguyên. Lời nhà xuất bản. Bạn đã bao giờ chứng kiến cuộc đối thoại kỳ lạ giữa một nhà nghiên cứu triết học thời nay với các triết gia quá cố chưa? Chuyện tưởng như đùa ấy sẽ trở thành sự thật khi chúng tôi xin lần lượt giới thiệu cùng bạn đọc các cuộc giao lưu trực tuyến, tưởng tượng giữa nhà nghiên cứu triết học Bùi Văn Nam Sơn và các triết gia nổi tiếng trong quá khứ. Trong đó, tác giả Bùi Văn Nam Sơn sẽ nhập thân trong cả hai vai. Khách mời danh dự đầu tiên của chương trình này là nữ triết gia hiếm hoi Hannah Arendt, một khuôn mặt nổi bật của tư tưởng thế kỷ 20, tập 1, và John Locke, đại triết gia Anh thế kỷ 17. Nhà tư tưởng tiền phong đầu thời cận đại vẫn còn có ảnh hưởng to lớn lên triết học nhận thức và triết học chính trị ngày nay. Tập 2. Chương trình giao lưu sẽ tiếp tục với các tên tuổi sáng giá khác. Bùi Văn Nam Sơn là nhà nghiên cứu triết học đã đóng góp nhiều tác phẩm và công trình dịch thuật quan trọng thời gian qua. Trong loạt sách mới này, bằng ngôn từ giản dị, vui tươi, nhẹ nhàng nhưng không kém phần nghiêm túc, ông sẽ giới thiệu về cuộc đời, các giai đoạn tư tưởng và những tác phẩm nổi bật của từng tác giả. Hy vọng hình thức giới thiệu sinh động này sẽ góp phần vào việc tìm hiểu lịch sử triết học và giúp bạn đọc có thêm cảm hứng để dấn thân trên hành trình tư tưởng gian khổ nhưng đầy mê hoặc. Xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, nhà xuất bản trẻ. Đôi lời cùng bạn trẻ. Giữ quân nhất dạ thoại thắng độc thập niên thư. Đọc sách 10 năm không bằng một đêm được. Giao lưu trực tuyến, tưởng tượng với các cụ. Thật thế chăng? Thưa không dám chắc. Và làm sao có chuyện ấy được? Nhưng vui và gây cảm hứng để các bạn tự tiếp tục lên đường. Đó là mục đích của chương trình phát sóng này. Mong quý bạn vui vẻ đón nhận và chia sẻ. Bùi Văn Nam Sơn. Hết lời nhà xuất bản. Tìm đâu quê hương và mái ấm. Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi hân hạnh mở đầu cuộc giao lưu trực tuyến tưởng tượng với vị khách danh dự đầu tiên, nữ triết gia hiếm hoi, bà Hannah Arendt. Thưa bà, xin nhiệt liệt chào mừng bà và xin phép hỏi ngay, là khuôn mặt nữ đặc sắc của tư tưởng thế kỷ 20, bà quan niệm thế nào về triết học? Hannah Arendt. Cảm ơn bạn đã ưu ái phụ nữ, và có lẽ đúng vì là phụ nữ, tôi hiểu triết học trước hết là nỗ lực của con người qua việc thấu hiểu, làm cho quả đất này, thế giới này, cuộc đời này trở thành ngôi nhà ấm cúng của chính mình. Chúng ta cần một mái nhà thật sự của mình và cảm thấy an toàn, hạnh phúc trong đó, đúng không? Thấu hiểu thì sẽ giảm bớt sự xa lạ, khó hiểu đang vây phủ quanh ta. Thưa bà, triết học truyền thống cũng từng nói như thế. Hannah Arendt. Vâng, nhưng liệu ở thế kỷ 20 ta còn có thể thấu hiểu hay không? Làm sao hiểu nổi một trại tập trung, thường viết tắt là KZ, trong thời quốc xã? Theo triết học truyền thống, muốn thấu hiểu thì trước hết cần có thiện cảm và tình yêu thương. Philosophia. Thì ngày nay làm sao đây? Đó chính là điều tôi muốn đặt ra. Vấn đề ấy mang đậm tính chính trị. Tại sao bà lại không thích người ta gọi bà là triết gia chính trị? Hannah Arendt. Tại sao ư?
Vì tôi thấy giữa triết học và chính trị luôn có sự căng bức, giữa một bên là con người suy tưởng và bên kia là con người hành động. Để khắc phục sự căng bức ấy, bởi ta không thể trốn chạy trước thực tế, tôi suy tưởng về chính trị và muốn đơn giản gọi những suy tưởng ấy là lý thuyết chính trị mà thôi. Nói chính xác, tôi muốn nhìn chính trị bằng con mắt hồn nhiên, vô nhiễm của triết học. Tuy nhiên, theo những thước đo thông thường, quả thật có thể xếp những gì tôi viết vào triết học chính trị. Bà gốc Do Thái, sinh ra và lớn lên ở Đức, sau đó phải tị nạn sang Pháp, và khi Pháp bị quốc xã chiếm đóng, bà lại tị nạn sang Hoa Kỳ. Vậy đâu là quê hương tinh thần và quê hương chính trị của bà? Hannah Arendt. Câu hỏi hay gợi lại cho tôi bao mối cảm hoài. Quê hương tinh thần của tôi, trải bao dâu bể, vẫn là triết học Đức và văn chương Đức. Còn quê hương chính trị thì thật khó nói. Ngay từ những năm 30 thế kỷ 20, tôi đã không tin vào chủ nghĩa lập quốc Do Thái và không xem đó là giải pháp. Trong tác phẩm Rahel Vanagen, viết về một phụ nữ Do Thái mà thực chất là tự truyện về tôi đã nói về cảm nghĩ này từ rất sớm. Nhà nước dân tộc cũng không phải, vì nó sẵn sàng truất quyền công dân của các nhóm thiểu số và là miếng đất thuận lợi cho chế độ cực quyền. Tôi đã giải thích điều ấy trong tác phẩm khá dài hơi, Nguồn gốc của chủ nghĩa toàn trị, 1951. Có lúc tôi nghĩ nước Mỹ sẽ là quê hương chính trị của mình, vì cách mạng Mỹ rõ ràng đi xa hơn cách mạng Pháp. Đó là trong quyển Bàn về cách mạng, năm 1963. Nhưng rồi cuộc chiến tàn bạo ở Việt Nam, quê hương các bạn, với những hồ sơ Lậu Năm Gốc và Watergate đầy dối trá, khiến tôi băn khoăn, lo lắng cho tương lai chính trị của nước Mỹ. Từ sau 1975 thì cố nhiên tôi không còn biết gì nữa. Trong khi đó, triết thuyết của tôi ngày càng đến gần với lý thuyết về quyền lực truyền thông, phản đối sự câm nín của bạo lực. Về cuối đời, tôi quay trở lại với Aristotle và Kant qua học thuyết về năng lực phán đoán mà ta sẽ bàn sau. À, còn quyển thường được xem là công trình chính của tôi nữa chứ. Vita Activa, 1958. Quả là một hành trình tư tưởng rất dài, nhưng trước khi xin phép được cùng bà ôn lại từng bước trong hành trình ấy, xin bà nói đôi lời về Martin Heidegger và Karl Jaspers, hai người thầy nhiều duyên nợ với bà. Kể từ nàng sinh viên 18 tuổi sen ngó đào tơ với ông thầy Heidegger tài hoa tuyệt thế, mới chớm 40, bà không ngại chứ? Hannah Arendt cười to, chuyện cũ quá rồi, như khói, như mây. Và sao lại ngại? Người ta vẫn còn bàn nhiều lắm về mối quan hệ khá đặc biệt của tôi với hai ông thầy kể từ khi tôi mất, phải không? Vâng, nhất là dù sao, dẫu lìa ngó ý. Hannah Arendt. Đó, những năm gần cuối 1920, khi tôi vừa vào học triết ở Đại học Marburg, Đức, và chàng Heidegger đang là ngôi sao bắt đầu tỏa sáng, một bóng dáng phượng hoàng. Những bài giảng của chàng ở đó mới tuyệt vời làm sao. Chàng bắt đầu rời khỏi cái bóng lớn của tôn sư Husserl, tự khai phá con đường mới và say sưa thể hiện trong tác phẩm lớn đầu tay, Tồn tại và Thời gian, 1927. Biết đâu lại chẳng có phần đóng góp của tôi trong nguồn cảm hứng sôi trào ấy. Cười. Nhưng yêu một triết gia là nghìn vạn não nượng lắm đấy. Biển dâu lớp lớp, mộng trường so le. Thì đó, chẳng hiểu sao tôi lại chọn làm luận án. Khái niệm tình yêu trong Augustinus với Karl Jaspers vào năm 1929, người thầy mà suốt đời tôi quý trọng. Thế nhưng tinh ý một chút, ai cũng thấy luận án ấy dùng toàn thuật ngữ của chàng Haidt. Qua Jaspers, tôi có thiện cảm đặc biệt với triết học Kant vì nó nhấn mạnh đến tính công khai và sự truyền thông, giao tiếp. Cũng chính Jaspers đã gợi ý cho tôi về thuật ngữ mới, phải công nhận là khá độc đáo sau này. Sự tầm thường của cái ác, một khái niệm công cụ giúp tôi giải mã về tội ác của chế độ phát xít. Nhưng phải thú thật, tôi chịu ảnh hưởng của Heidegger nhiều hơn của Jaspers. Quyển Vita Activa sau này của tôi vẫn mang đậm dấu ấn của Heidegger, khi phê phán nền siêu hình học, chủ thể luận và hầu như theo sát từng bước các bài giảng thời kỳ Marburg lừng lẫy của chàng. Quả là xuân tạm đáo tử ti phương tận, phải không? Tôi buồn và thất vọng bao nhiêu về con người chính trị của Heidegger,
nhất là bước lầm lỡ dính líu với chế độ quốc xã trong thời gian làm viện trưởng Đại học Freiburg. May là chỉ vỏn vẹn một năm 1933 thì càng thấy gắn bó bấy nhiêu trong đáy sâu tâm tưởng. Mặc dù trong triết học hiện hữu là gì, 1948, tôi thẳng thắn phiền trách chàng. Với những khái niệm kỳ quái như dân tộc và đất, Volken Erde, chàng tạo cơ sở cho một cái tôi nguyên tử hóa huyền bí và nguy hiểm. Nhưng thôi, chút nghĩa cũ cạn, nhắc qua vậy là tạm đủ. Bạn đừng tò mò quá, muốn biết thêm cứ đến gặp thẳng hai ông ấy mà hỏi. Xin lĩnh ý bà, tôi sẽ tìm gặp ngay sau đây thôi ạ. Không dám tò mò chuyện riêng, chỉ xin hỏi nốt câu cuối về chuyện chung. Nhìn khái quát, bà giống và khác hai triết gia ấy ở điểm cốt lõi nào? Hannah Arendt. Giống ở chỗ chúng tôi không còn những niềm hy vọng như trong triết học duy tâm đức nữa, không còn giả định về ý đồ của tự nhiên. Naturalist như Kant hầu như sẽ tự động dẫn dắt ta đến một nền cộng hòa pháp trị chỉnh chu, cũng không còn thấy bóng dáng một tinh thần thế giới Weltgeist như nơi Hegel và lời hứa hẹn về một sự hòa giải tối hậu theo nghĩa siêu hình học nữa. Với triết học hiện hữu, gọi là triết học hiện sinh cũng chẳng sao, vì tiếng Việt của các bạn phong phú quá. Chúng tôi xuất phát từ sự hiện hữu sống thật của từng con người, Dasein, chứ không từ một bản chất trừu tượng nào nữa cả. Nhưng cũng có chỗ khác, khác với chàng Kim, chàng Hate. Hiện hữu của tôi không quá nhấn mạnh về việc bị vứt bỏ giữa đời, không dành ưu tiên cho sự sợ hãi, ưu tư và cái chết, mà tích cực hơn, nói nhiều về tính sinh nở, tính khởi đầu. Tôi muốn cân đối lại với triết hiện sinh, bổ sung cho cái tôi cô đơn bằng sự truyền thông, giao tiếp và tính đa dạng. Nói ngắn bằng một triết học mới về hành động. Thật ra Heidegger, nhất là Jaspers, đã thai nghén những ý tưởng ấy từ rất sớm. Tôi chỉ muốn đặt lại như một phản đề luận antithetic, chữ của Kant. Thói quen ấy đôi khi cũng khiến tôi dễ rơi vào các nan đề không lối thoát khi đối lập quá gay gắt các cặp phạm trù, riêng tư, công cộng, kinh tế, chính trị, quyền lực, bạo lực, v.v. Như bạn sẽ thấy, rằng quen mất nết đi rồi, khó mà làm khác và cũng đã muộn. Hết. 1. Tìm đâu quê hương và mái ấm. Rahel Vanagen, 1958, Người cùng khổ và tên hãnh tiến. Thưa bà, người Do Thái ở Tây Phương là câu chuyện khá xa lạ với người đọc Việt Nam. Nhưng đọc bà, chúng tôi biết rằng không thể hiểu phương Tây nếu thiếu yếu tố Do Thái. Một thân phận đặc biệt, một cảnh ngộ đặc biệt, một vấn đề đặc biệt. Hannah Arendt. Đúng thế. Bản sách của tôi về Rahel Vanagen in năm 1958 bằng tiếng Anh, rồi năm 1959 bằng tiếng Đức. Nhưng thật ra tôi đã khởi viết từ những năm 30 thế kỷ trước. Bản thảo đã hoàn tất từ 1938. Viết như một ám ảnh, vì đó cũng chính là hình ảnh, là thân phận của tôi. Tôi nhận ra số phận mình trong đó. Rahel Vanagen không là nhân vật hư cấu chứ? Hannah Arendt. Không, nhân vật có thật đấy. Bà tên thật là Rahel Levin, sinh năm 1771, mất năm 1830, trong thời kỳ rực rỡ nhất của đời sống văn hóa ở Berlin. Salon văn chương nổi tiếng của bà ở đường Sagerstrasse, huyền thoại, quy tụ những tao nhân mặt khách lừng danh. Brentano, Chamisso, Froget, Friedrich Jens, anh em nhà Humboldt, Jean-Paul, Friedrich Schlegel, Schleiermacher. Một salon văn chương xem trọng sự đồng điệu tinh thần hơn là địa vị xã hội. Đó là nỗ lực đầu tiên của bà để tự giải phóng và để được hội nhập, hay đúng hơn, được đồng hóa vào xã hội chung. Tiếc thay bà thất bại trong cả hai mục đích ấy. Bà lại tiếp tục nỗ lực, rồi vẫn thất bại khi muốn hòa mình vào những người khác để được giống như họ. Bà kết hôn với bá tước Karl V. Finkenstein, nhưng ông chồng danh giá không mặn mà với salon như bà,
Sau 5 năm hôn nhân nhạt nhẽo, ông Bá Tước lấy vợ khác. Bà lại yêu Firis Sainz, một tay chơi liều lĩnh, ham vui hơn là yêu thương bà. Sau cùng, bà kết hôn với Vanagen Vienz, một nhà ngoại giao chuyên nghiệp. Khi cưới, chàng còn là cậu sinh viên 23 tuổi, còn bà đã 37. Là bạn, là mẹ, là vợ cùng một lúc. Bà rút ra kết luận gì từ cuộc đời của Rahel? Hannah Arendt. Rahel đã không thể rũ bỏ nguồn cội Do Thái của mình, không giải phóng cũng chẳng đồng hóa được. Số phận bà chao đảo giữa người cùng khổ và kẻ hãnh tiến. Với tôi, hai khái niệm này là chìa khóa giải mã thân phận người Do Thái. Là người cùng khổ, họ bị gạt sang bên lề, bị thất thế, và cũng chính vì thế trốn chạy vào những ý tưởng vĩ đại. Anh bạn cứ xem các tay tổ về triết học và khoa học gốc Do Thái thì biết, là kẻ hãnh tiến để vượt qua thân phận cùng khổ, phải gồng mình chứng tỏ ta đây là tay xuất sắc, lão luyện. Tôi viết, người cùng khổ muốn vươn lên thành kẻ hãnh tiến, phải ra sức đạt được tất cả những gì mà mình đã bị loại trừ. Trong cái phổ quát trống rỗng, nhưng kẻ hãnh tiến đồng thời cũng nhận ra rằng mình lẽ ra không nên ham hố như thế mà hãy an phận thủ thường. Tất cả chỉ là ảo ảnh mà thôi. Bi kịch thế đó. Thân phận như thế không hiếm trong thế kỷ 19 và 20, phải không, thưa bà? Hannah Arendt. Bạn có trí nhớ tốt, hãy nghĩ đến thi sĩ Heinrich Heine. Anh chàng đi bán bóng mình, như hình tượng nhân vật Scammon của Chamisso. Vừa là ông hoàng của một vương quốc hư ảo, hãy nhớ đến danh hài Charlie Chaplin, suốt mùa chuyên đóng vai chạy trốn cảnh sát. Ta gọi đó là sự vô tội của kẻ bị tình nghi. Sự sợ hãi thường trực của Charlotte trước quyền lực nhà nước khiến ta cảm thương, cười ra nước mắt, nhưng cũng đã hé cho thấy một đám mây đen đang kéo tới. Sự không tương xứng giữa sai phạm nhỏ nhặt và sự trừng phạt tàn bạo vô hồn. Nhân vật Kay, anh thợ đạt điền trong tác phẩm của Kafka, là điển hình của sự đồng hóa thất bại. Anh ta chỉ muốn yên thân như mọi người khác, không muốn ai chú ý, thế mà vẫn không xong. Cư dân trong làng nghi anh ta có quan hệ mờ ám gì đó với lâu đài. Họ không tin cậy anh ta, muốn làm một người cùng khổ như Hen cũng không được nữa. Khái niệm người cùng khổ, Paria, do Max Weber du nhập vào xã hội học, nếu tôi nhớ không nhầm. Hannah Arendt. Đúng đấy, thoạt đầu Weber áp dụng từ này cho đẳng cấp hạ tiện nhất của xã hội Ấn Độ truyền thống, như ai cũng biết, rồi mở rộng ra cho người Do Thái và người Bohemian ở châu Âu. Nhưng Weber tin rằng đó chỉ là tình trạng tạm thời, có thể vượt qua được. Tôi thì không nghĩ thế. Bà nêu các ý tưởng này ở đâu? Hannah Arendt. Có thể đọc trong quyển truyền thống ẩn dấu của tôi. Hết. 2. Rahel Vanagen, 1958, người cùng khổ và tên hãnh tiến. Voi FM, ứng dụng sách nói chất lượng cao, kho sách nói lớn nhất Việt Nam, từ các tác giả sách bán chạy nhất, cùng nhiều thể loại nội dung khác, podcast, sách tóm tắt, truyện thiếu nhi, thiền và ngủ, chia theo các hạng mục dễ tra cứu và được thể hiện qua các dòng đọc mượt mà. Hẹn giờ tắt để nghe trước khi ngủ. Điều chỉnh tốc độ nghe phù hợp với bản thân. Tải xuống để nghe không cần mạng. Chế độ lái xe, thao tác đơn giản và an toàn. Gần 20.000 người đã sử dụng và hài lòng. Còn bạn thì sao? Tải ứng dụng Voi FM trên App Store hoặc Google Play để được nghe thử miễn phí ngay hôm nay. Voi FM, lắng nghe mọi lúc, bên bạn mọi nơi.